Lập Sutaki Roblox.com, shop bán app Roblox chất lượng, uy tín. Vòng quay may mắn chỉ với 9k, cơ hội trúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Fisherman. Và ở tập trước thì mình có đi qua vùng băng á, và mình phát hiện được rất là nhiều Pokemon là hình dạng tiến hóa của các em Eevee này. Ồ, thế nên là hôm nay mình đang tính là sẽ thử thách kiểu như là thu phục Eevee nè, và có được tất cả các hình dạng tiến hóa của em luôn. Tại vì em tiến hóa được rất là nhiều hệ khác nhau á, khá là hay. Thế nên là ok, để chuẩn bị cho công việc này thì đầu tiên mình cần phải chế tạo những cái lure dùng để tăng cái tỷ lệ xuất hiện của cái Pokemon đó. Và Eevee là Pokemon hệ thường, thế nên là mình sẽ chế tạo cái normal lure ha. Coi có cái nào mạnh hơn không. Cái mạnh là làm từ công thức như thế nào ta? Đây. Cái mạnh thì làm từ công thức gồm có lâm berry nè. Ủa giờ mấy cái berry này không biết mình đủ không á. Ồ, may quá, lâm berry mình có nè. Chilan berry. Chilan berry. Ủa dạ, hình như mình... À, có luôn. Thêm một ít citrus berry nè. Và cuối cùng là anima berry. Ok. Ui, đây, hên quá, giờ đủ luôn. Cuối cùng là mình sẽ cần có một cái casing. Cái casing này thì làm từ vàng 4 cục. Ủa dạ, hết vàng luôn rồi ta. Chắc một xíu mình cũng phải đi mai á, kiếm thêm vàng mới được. Mình nghèo rồi. Thiệt luôn, từ bữa chú Tư đi qua nhà mình xong tới giờ cái mình tự nhiên trở thành hộ nghèo luôn rồi. Chú Tư quá là báo luôn. Rồi, chế tạo cái strong normal lure. Và cái này thì không biết mình có thể cho vô cái bàn enchant được không. Được không? À không, enchant được. Phải enchant được cái mình ghép cho nó cái dòng chậm ổng để dùng cho nó lâu hơn á, chứ cái này mau hư lắm. Ok, giờ thì bắt đầu luôn đi nhờ. Và để mình xem thông tin của Eevee là em ấy sẽ thường xuất hiện ở vùng nào. Có vẻ là em sẽ xuất hiện ở cái cánh rừng gỗ sò... À nhầm, gỗ bạch dương. Ok, gỗ bạch dương chứ gì. Vậy thì mình nhớ lại, hình như gần nhà mình cũng có một cái cánh rừng gỗ bạch dương thì phải. Ủa? Ơ khoan. Ủa? Từ từ. Ủa sao Charizard của mình... Lạ nhờ, hôm bữa mình đã biến Charizard của mình về dạng zombie rồi mà. Sao bữa nay em lại về dạng này rồi? Giờ mình mới để ý á. Không biết từ khi nào nữa. Thôi kệ em sao, cho em ở dạng màu cam này cũng được. Tại mình hơi thắc mắc xíu thôi. Ê. Wow. Gần đây có NT và cả Lucario xuất hiện luôn. NT thì xuất hiện trong một cái den. Vậy thì khó rồi. Nhưng mà cái em Lucario này thì chắc mình sẽ có thể bem được nè. Tạm thời mình sẽ tập trung chiến đấu với Lucario trước nha. Lần đầu mình gặp boss Lucario luôn. Để xem coi với Lucario mình sẽ dùng Charizard chắc, hay là Hoba nhờ. Lâu rồi mình cũng chưa cho Hoba ra trận á. Được, thử đi. Bữa nay mình sẽ thử cho Hoba ra trận á. Không biết sẽ như thế nào. Khoan. Hoba chưa về dạng anh bao. Quên nữa. Phải cho em về dạng anh bao trước. Ủa đâu rồi? Đây, cái Prison Bottle đây. Kích hoạt lên. Về cái dạng này quẩy mới mạnh được. Rồi, let's go. Nhào vô luôn Hoba. Đúng rồi. Let's go. Đầu tiên, mình sẽ tấn công bằng một cái kỹ năng này trước đây. Để xem. Hoba có... Hoba đang chiếm ưu thế kìa. Dạ. Có vẻ là kẹo này Hoba của mình sẽ chiến thắng. Ê, ở phía trên còn có DNC nữa. Uầy, vậy thì ngon luôn. Yay. Trong chốc lát Hoba của mình đã đánh bại được Lucario rồi. Rồi, nay em lại tỏ sáng. Và với cái viên Mega của Lucario thì mình sẽ lắp liền cho em đi ha. Mình cũng có Lucario nữa. Đây. Tuyệt vời luôn. Hoba qua đây ở tạm đi. Cho Lucario viên Mega nha.
Ừ, hay là mình lên trên mình chiến đấu với DNC bằng dạng Mega của Lucario thử xem nhờ. Đúng đúng. Test sức mạnh luôn. Đeo vào Mega vô. Ôi, lại là boss Ultimate nha. Sao lần nào cũng gặp DNC Ultimate hết vậy? Hơi bị rén luôn á. Nhưng mà phải thử mới biết được. Ok, đầu tiên là mình sẽ tiến hành Mega cho Lucario của mình. Đấy, em sẽ cầm một cái thanh gậy giống như là khúc xương gì đó. Và ui da, Dancy đánh trước. Nhưng mà Lucario phản đam. Wow, Lucario mạnh quá à. Mặc dù Dancy cũng rất là mạnh nha. Nhưng mà ở đoạn tiếp theo. Tấn công không thành công rồi. Ice. Tập trung Lucario. Đây rồi. Yeah. Em đã làm được. Ủa, mình nhận được cái gì á? Ô khoan, mình mới nhận được. À, nhận được cái cục kẹo. Tưởng đâu Master Ball chứ. Ghiền thiệt. Hôm qua đánh boss các thứ mình nhận thêm Master Ball đó. Quá là đã luôn. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ đi tiếp thôi không? Ủa sao mình nhớ là gần đây có cánh gừng gỗ Bạch Dương mà trời. Không lẽ mình nhớ nhầm ta? Hình như là phải băng qua cánh rừng này luôn thì phải. Ok kìa kìa. Có nhiều cây Bạch Dương hơn người cơ. Phải vô cánh rừng đó thì mới có thể gặp được Eevee á. Và khi tới cái vùng này rồi, mình sẽ đeo cái Strong Lure này vào. Đó, để cho nó bắt đầu phát huy cái công dụng. Nó sẽ tăng tỷ lệ Pokemon hệ thường xuất hiện lên 3x luôn. Đây, nó bắt đầu kích hoạt rồi nè. Nào nào, cho tôi EV chứ không phải là kiểu như mấy cái nhóc hút hút này nha. À, thời gian EV thường xuất hiện đó chính là vào ban ngày hả? Ê, giờ ban đêm rồi. Thôi dẹp. Ban đêm xong dẹp luôn. Đợi ban ngày mình hẳn dùng. Để em thôi phí. Ồ, ở đây có một cái em cuốn. À, trông cũng rất là kháu khỉnh nè. Bochiena. Ở đâu rồi? Được. Ủa, khoan, khoan. Gần đây có Terrakion xuất hiện. Ê, em xuất hiện ở đâu ta? Chưa, để mình bắt cái em cuốn này cái đã. Nhìn em cũng khá là dễ thương á. Rồi, Bon Sweep em cái. Sau đấy thì mình sẽ lập tức tung Ultra Ball để thu phục em. Không biết cái ok không đây. Có vẻ là ổn ấy. Dạ ha, một quả duy nhất thôi. Rồi, em cuốn đã về rồi. Cho em đứng cạnh mấy em cuốn của mình nè. Mình cũng có róc rướp nữa. Ok. Rồi, giờ thì tìm Terrakion thôi. Ủa nhưng mà khoan, Terrakion mình đã có rồi mà. Hơi tiếc nhờ phải chi gặp những người anh em của Terrakion thì hay biết mấy. Thôi không sao không sao. Đi tìm tí chắc cũng sẽ may mắn và cũng có thể gặp á. Còn bên này. Ủa? À, đây là Pokemon cây nắp ấm. Ôi thôi được. Với kẹo này thì mình sẽ thử cho Charizard đi. Chủ yếu mình đánh mình cậy thêm một ít cái kẹo Dynamax á. Ui cay thế nhờ. À đây rồi. Trời ơi, Pokemon nó chơi ru ngủ á. Mình sẽ được thêm ít cái cục kẹo ha. Trời cũng đã sáng rồi. Thế nên là mình sẽ bắt đầu gắn cái Normal Strong Lure ra ha. Đây. Tìm kiếm EV thôi. Có một cái Pokéchest ở đây. Wow, lâu rồi chưa loot. Mình được một quả Thunderbolt. Ê, đây là, à đây là Darling nhưng mà màu hồng. Ồ, được đó nhờ. Bắt luôn. Em có màu hồng mình sẽ cho vô bộ sưu tập Pokemon màu hồng của mình á. Ủa cái gì vậy? Ôi em tự đánh mình xong rồi phản đam ngỏm luôn rồi. Trời ơi tiếc ghê luôn. Thêm một cái chest nữa. Ê còn có Virizion xuất hiện gần đây nữa chứ. Wow. Được rồi ta. Virizion hình như mình chưa có. Mình sẽ đi tìm Virizion luôn. Ui. What. Cạnh mình còn có EV nữa. Ôi. Tuyệt vời tuyệt vời. Nếu mà gặp thì bắt em luôn. Rồi rồi cái Strong Lure của mình bắt đầu phát huy công dụng. Ui da, nhưng mà MEV này không chịu về đội mình. Được khá đấy. Tiếp tục nè. Mình sẽ dẫn dùng Level Ball để bắt em á.
xem coi có thành công hay không. Lần trước thất bại thôi. Ôi, vẫn thất bại nè. Chắc phải phone sweep để tăng cái tỷ lệ bắt hơn thôi. Chứ dùng Thamo Ball có level ball có vẻ là không si nhai ẻm. Rồi, ok, phone sweep. Rồi nè. Giờ thì về đội của anh nha cân. Ok chứ. Pro cũng muốn chiến đấu với mình dữ lắm rồi. Rồi, nếu mà em muốn thì mình cũng sẽ tiếp chiêu với em luôn. Đây, cho Cider tiếp tục chiến đấu với em ha. Đó. Rồi, thu phục em luôn. Level Ball. Ok. Được không? Có vẻ được á. Chính xác rồi. Trong vòng chốc lát thôi, mình đã có thêm hai em mới về đội. Riêng cái em EV này mình sẽ để qua đây. Tại vì một tí mình sẽ cần phải kiếm thêm vài em EV khác nữa cơ. Ôi, quên nữa. Mình còn phải tìm V-Reason. V-Reason hả? Coi em xuất hiện ở đâu trước đó. A few moments later. Hay rồi. V-Reason của chúng ta đây. Nice. Vậy là sắp tới, Terrakion sẽ không còn cô đơn nữa rồi. Mình đã tìm được bạn cho Terrakion. Ok. Mình sẽ phone sweep V-Reason trước để chiếm ưu thế ha. Nhưng mà bây giờ mình đã không còn nhiều Ultra Ball nữa. Trời ơi, hôm qua mình mất đâu gần 100 cái Ultra Ball thì mới thu phục được Articuno á. Nên là bữa nay nghèo luôn rồi. Một xíu nữa mình sẽ về nhà chế tạo thêm thật là nhiều Ultra Ball để dành mới được. Trong lúc mình tung bóng chứa thì mình phát hiện ra ở đây có một cái Pocket Chest nè. Nó nằm ngay cái tán lá luôn. Hảo thật đấy. Còn 8 quả. Hơi ít nhờ. Không có tự tin lắm. Dạ, hên vậy. Mình còn đúng 2 quả Ultra Ball luôn à. Đã nha. Rồi, giờ thì mình đã có được, tạm thời có được Terrakion và Virizion rồi. Giờ thì mình còn thiếu Copalium nữa thôi. Ráng lên. Và hai em này á thì đều mang xong hệ giác đấu ha. Một em thì giác đấu và đá, một em thì giác đấu và lá. Ok, trông cũng rất là khuynh ngầu nữa. Hey. Rồi, tiếp tục cái công việc của mình trong ngày hôm nay nào. Mình đã coi theo như mục tiêu của mình đề ra thì bữa nay mình cần tìm ít nhất là cỡ 8 EV á nha. Ồ, 8 nhóc lận. Mà trong khi hiện tại mình mới tìm được có 2 nhóc thôi. Ui. Sao mà nó xa vời dữ không biết nữa. Ồ, trên đọt cây xuất hiện một EV khác nữa nè. Đây là EV thứ 3 rồi. Cố lên. Chúng ta sẽ làm được thôi. Rồi, Caesar lại tiếp tục phone creep giúp mình. Và mình sẽ dùng level ball nữa. Xa đằng này mình thấy có một cái đen nè. Coi thử coi của Pokemon nào đây. Đây là một Pokemon hệ... hệ tiên. 5 sao luôn. What the hell? Không được rồi, đội hình của mình hiện tại thì không bem cái Pokemon đó nổi đâu. Mình sẽ tìm một trợ thủ mới được. Và lựa chọn của mình sẽ là Registeel. Cái em này từ lúc mình thu phục về tới giờ á, ít khi mình cho em ra trận chiến đấu lắm. Nay có dịp nhờ tới em rồi. Xem thử coi em sẽ chiến đấu như thế nào đây. Em có rỉa rất tốt nè. Tiếp tục tấn công nào. Trời ơi, mà giờ mình mới để ý đồng đội mình là có 2 EV luôn. Một EV thường với cả là một dạng tiến hóa của EV. Được quá ta. Khá đấy. Nhự nhiên nhìn cái có động lực kiếm thêm EV ghê á. Rồi. Ui, nhưng mà một EV đã bị knock out rồi. Thương vậy. Thôi, để mình trả thù cho EV đó ha. Rồi, tấn công nào. Hay. Trời, một mình Gary Steel đã knock out được Ranbun. Và bây giờ mình sẽ thử thu phục luôn á. 5 sao đó. Hên hay là xui. Ui, nay có vẻ mình hên nè. Trời ơi, Pokemon trong một cái đen 5 sao luôn. Mà mình tung một phát ăn luôn. Quá đã. Đây là EV thứ 4 rồi. Cố lên, chúng ta đã được phân nửa cái mục tiêu đề ra rồi. Mình sẽ dùng Repeat Ball. Đây. Xem coi, một phát ăn luôn chứ.
Có vẻ là ăn luôn nè. Repeat point cũng rất là hiệu quả nhá. Tiếp tục là EV trên độc cai. Đây là EV thứ 5 rồi. Dạ ha. Sắp rồi. Về với đội anh luôn cưng ơi. Repeat point. Để xem nào. Tăng tăng. Chắc là trong ngày hôm nay mình có thể hoàn thành được cái việc là thu phục 8 EV luôn á. Nếu mà tiếp tục với cái đà như vậy ha. Ui da, em này có vẻ hơi khó bắt rồi. Thử lại coi. Lần 2. Ui, lần 2 vẫn không được cơ. Ủa, kỹ ta. Sao repeat point lại lại khó bắt được ở nhà. Vô lý vậy. Lần 3. Cũng không luôn. Nani. Level ball thì sao? Liệu rằng chắc level ball sẽ khá hơn chứ. Level ball thì ok hơn nè. Đây là nhóm EV thứ 7 rồi. Ui, còn có đơn liên màu hồng tiếp nữa cơ. Trở lại với việc bắt EV nè. Tôm repeat point. Được chứ. Ui, không được. Ôi, hình như Darling cũng muốn về đội mình hay sao kìa. Cứ vậy quay quẩn bên cạnh mình kìa. Trời ơi, cưng muốn lắm hả dây. Muốn thì được, xíu anh bắt cưng về luôn. Rồi, trước tiên là bắt EV trước đây. Ây. Hình như càng về sau mình sẽ càng khó bắt được EV hay sao á. Lạ nhờ. À đây, được rồi nè. Ai xong phim. Tới lượt của em Darling này nhá. Darling thì chắc đơn giản mình dùng level bond đi. Không cần đánh em đâu. Đó, được luôn nè. Wow. Đây là phơm mùa xuân. Ok, phơm mùa xuân chứ gì. Cho em vào đây ha. Và đây cũng là cái dốc EV cuối cùng trong ngày hôm nay mình cần phải tìm. Lẽ nào. Ủa sao cạnh bên còn có Pokemon gì mà rất là nhỏ nhắn xinh xắn luôn kìa. Ủa có lẽ nào đó là dạng tiến hóa của cái bé măng cục nhờ. Chưa, từ. Mình bắt EV trước. À được rồi nè. Dạ. Bộ sưu tập EV của mình đã đủ 8 em rồi. Rồi chạy qua cái nhóc bên đây. Đây là Stanny. Stanny là... chính xác luôn, là dạng tiến hóa của cái nhóc măng cục này. Trời ơi. Đã vậy. 31 măng cục của mình cũng sẽ tiến hóa giống như vậy nè. Thích ghê. Gặp nhau là cái duyên rồi. Bắt cái nhóc măng cục này về đội của mình luôn. Rồi. Giờ thì để hai nhóc măng cục đứng cạnh nhau luôn. Đây. Về tới nhà thì công việc đầu tiên của mình là chạy vô trong cái thùng chứa đồ để mình lấy một vài cái viên đá mới được. Nói chung thì cái Pokemon EV á sẽ đa số tiến hóa là nhờ đá ha. Và mình có lần lượt là đá băng nè, rồi đá lửa, xong rồi có shiny nữa nè, rồi có đá gì không ta, đá nước, rồi thêm đá này nữa. Cất kho đồ cho nó gọn gọn lại xíu đi. Nhưng mà trong số đá này chỉ có đá băng, lửa với cả là đá nước là có thể dùng trong việc tiến hóa ẻm thôi. Ui còn thiếu nữa. Mình còn thiếu hai loại đá nha. Lần lượt là cục đá lá nè, Leaf Stone. Với cả là Thunder Stone. Hai loại đá này thì chắc mình phải đi tìm rồi. Chứ ở nhà mình không có. Hay là mình không đủ ta. Mình kiểm tra lại mới được. Leaf Stone mình không có cái mảnh nào luôn. Thunderstone thì mình có một mảnh. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm những cái cục đá đó ha. Đầu tiên là Thunderstone trước đi. Cái loại đá này thì khá là dễ tìm. Bay ngang mấy cái núi là gặp đầy luôn á. Nè, đây có luôn nè. What the hell? Gần chỗ mình xuất hiện Genesect. Ôi. Trời ơi. Nhìn chiến thực sự luôn. Ôi còn khiêu chiến nữa cơ. Cái em này khá. Thôi để chắc cú trong việc thu phục Genesect thì mình sẽ cho Virizion đi. Hai em này ngang ngang cấp nhau nè. Đánh nhau chắc sẽ an toàn hơn. Trời ơi tấn công mạnh dữ vậy. Cái gì cũng phải bình tĩnh chứ. Cứ để Virizion nóng. Rồi. Thôi, có rẻ gì được rồi cưng. Tấn công nhẹ nhẹ lại đi. Không thôi bạn chịu không nổi. Ui dạ. Ai dồi, phải dùng hàng nóng của mình thôi. Genesect tính nóng như Clem vậy.
Và với Genesect thì mình sẽ dùng Netbond. Ha ha, Netbond chắc là khắc tinh của Genesect rồi. Ui ô, em lì phết. Thôi được, một lần không được thì mình sẽ dùng nhiều lần. Ui, nhưng mà giờ mình mới để ý là trên lưng của Genesect lại có màu xanh xanh kìa. Oh, wow, hình như em sẽ có một cái gì đó đặc biệt thì phải. Mình phải gắng thu phục em mới được. Xem coi như thế nào. Được chứ. Ui, không được luôn, trời ơi. Nãy giờ mình dùng nhiều Netball lắm rồi đó mà không có bắt được Genesect nè. Ồ, đây rồi. Ha, tự nhiên phát bắt được luôn. Và coi thử nào, Genesect sẽ có được một cái gì đó trên lưng á. Mà tạm thời mình sẽ cho Diega vô trong nghỉ ngơi đi. Nãy giờ mình cười ẻm nhiều rồi. Và đưa Genesect ra. Đó, cái cục màu xanh xanh ở trên lưng của Genesect, đó là cái đầu Drive. Nó sẽ thay đổi cái kỹ năng Technoplast của Genesect thành hệ nước. Uầy. Ủa nhưng mà em có Technoplast đâu. Kìa. Ê, gần đây có mua Tutor á. Đây nè. Ngon. Kiếm Technoplast cho em coi. Technoplast. Không có. Vậy thì cái kỹ năng đó cấp bao nhiêu mới học được ta? Xem thử. Ui, cấp 80 mấy mới có được Technoplast. Ok. Khá ổn ấy. Ôi không ngờ mình lại gặp được Genesect ở cái vùng này luôn. Ui coi kìa, em biến hình thành giống như một cái, cái gì ta? Cái UFO chứ. Nhìn ngầu thật sự. Không biết em có nhiều dạng không? Mình sẽ coi thử. Nếu mà có nhiều dạng thì mình sẽ thử biến hình cho em. Em có nhiều dạng thiệt. Nhưng mà nó đa số là chỉ thay đổi cái phần ở trên lưng thôi. Ngoài ra thì không có hình dạng đặc biệt nào khác. Ok, quên. Mình đã đủ cái lượng Thunderstone rồi. Mình sẽ chặt một cái khúc cây. Rồi sau đó làm cái bàn chế tạo và ghép lại thành cái viên Thunderstone hoàn chỉnh. Dạ ha. Xong. Giờ thì cởi Genesect và bay thẳng tới cái vùng Taiga để mình đào một ít cái Leaf Stone nữa. Mình còn thiếu Leaf Stone. Ủa? Cái gì vậy? Wow! Genesect có kỹ năng dò tìm khoáng sản kìa. What? Uầy. Trời ơi. Ảo thật. Ở dưới này mình thấy có. Cái này là quặng than. Ờ không, quặng này là quặng sắt. Đúng không nhờ? Không, bao sai luôn. Trời. Genesect đúng đỉnh. Wow, mình có được Genesect giống như là mình có được một cái cổ máy đi tìm khoáng sản vậy. Cái tính thực dụng của cái Pokemon này rất là cao ha. Mình tìm được ẻm coi như là một sự siêu may mắn của mình luôn á. Vậy là bây giờ mình đã đủ số lượng những cái Leaf Stone rồi. Chế tạo thêm cái Leaf Stone nữa thôi. Rồi mình sẽ bắt đầu cái công đoạn là tiến hóa cho những em Pokemon đó. Wow, thích nhờ. Đây, đặt bàn chế tạo xuống và ghép lại. Xong phim. Giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu bằng những loại đá cơ bản trước đi. Như là đá nước chẳng hạn. Đá nước thì dễ thôi. Mình sẽ cho EV ra ngoài. Khoan. Mấy em Pokemon này thì một tí mình sẽ cày cấp sau ha. Giờ mình tập trung vô EV trước đi. Rồi. Nhóc đầu tiên mình sẽ cho xuống nước. Sau đó gắn cho em cái viên đá nước này. Đấy. Mặc dù cấp rất là thấp luôn, nhưng mà chỉ cần cái viên đá đó thôi thì em sẽ lập tức tiến hóa và trở thành EV hệ nước nha. Hình dạng thì sao? Wow, em mọc đuôi khá là dài luôn. Có phần mang ở trên cổ nữa. Và học được kỹ năng súng nước luôn nè. Dạ ha, học cho em liền. Trời, trông cũng khá là đáng yêu nữa. Wow, có được em đầu tiên rồi. Tuyệt vời. Ui, em còn có dạng Strike nữa kìa. Wow, dạng Spirit nữa. Ui, tính ra em EV này nhiều dạng phết luôn á. Rồi, vậy là mình có được một dạng của EV rồi ha. Kế đến thì mình sẽ cho một em EV khác sử dụng cái viên Thunderstone để em lập tức tiến hóa. Đây. Và nhắc tới Thunder thì chắc nhiều bạn cũng đoán được
em sẽ tiến hóa thành EV hệ điện nha. Hệ điện thì mình đã gặp ở một cái hội quán rồi. Đó là một cái bức tượng. Và em có tên là John Theon. Học được kỹ năng Thunder Shock dạy liền cho em chứ. Và coi coi có nhiều dạng không nhờ. Em trước là có nhiều dạng lắm luôn á. Với em EV điện này thì vẫn có dạng Strike và dạng Spirit luôn. Không biết làm sao để có được cái dạng Strike nha. Mình thấy dạng Strike nhìn cũng khá là ma mị á. Kiểu màu đen rồi thêm mấy cái đường sấm sét ở phía trên lưng. Rồi cái đến là EV sử dụng đá lửa đi. Mấy loại đá cơ bản này mình có từ khá sớm rồi. Ok, tiếp tục là gắn đá vô người. Giờ thì em sẽ trở thành EV nhưng mà mang hệ lửa nha. Ủa em này không biết mình có gặp ở đâu chưa nhờ. Không nhớ rõ. Ồ nhưng mà đại khái em có tên là Flareon. Học được kỹ năng Amber. Wow. Trời ơi coi cái quả đuôi kìa. À cái quả đuôi này muốn to bằng em luôn á. Vẫn có dạng Spirit ha. À được đấy nha. Những viên đá như là Leafstone với lại Eyestone thì hơi khó một xíu. Mình cần phải đi tới những vùng đất đặc biệt để mình tìm những cái cục đá và cho em đứng lên á. À, thế nên là bây giờ mình sẽ cần bay thẳng tới cái chỗ vùng băng trước đi. Vùng băng thì mình gặp rất là nhiều đá băng trong những chuyến khám phá vừa rồi. Đâu nhờ, hôm bữa mình gặp. Mới qua đây cái mình gặp cục đá băng chà bá lửa luôn. Ủa, sao giờ hết thấy vậy nhờ? Lạ ta. Bữa mình đi ngang nhiều lắm. À đây nè, nè, một cục đầu tiên nè. Rồi, EV chịu khó đứng trên đây xíu đi cưng. Rồi, đứng trên đó nha. Anh sẽ cho cưng cục đá này. Đó, vậy là xong. EV sắp tiến hóa và trở thành EV mang hệ băng. Em sẽ có tên là... Glaceon hay sao á. Ờ, à, đúng rồi, đây là Glaceon á. Nay em đã về đội của mình rồi. Hôm qua anh bắt cưng thất bại thôi, chứ bữa nay là anh sở hữu cưng rồi đó. Ok. Nãy giờ mình có được 4 EV rồi. Tiếp theo mình sẽ đi tới vùng nào mà có cục đá bình thường ta? Chắc mấy cái vùng rừng bình thường á. Mình nghĩ vậy. The next day. Mình với Genesec nãy giờ đi cũng hơi bị nhiều chỗ rồi đó. Ủa sao kỳ ta, bình thường mấy cục đá này gặp hoài luôn á. Tới hồi bây giờ muốn tìm lại lại không nhớ vị trí cụ thể. Có rồi. Cưỡi Genesec đi mấy vòng ở mấy cái vùng gần gần nhà mình rồi đó. Mà không thấy luôn nha. Vô lý thiệt chứ. Ở đây không có, chắc phải đi. Có cái Poker Chat nè. Đây là Master Chat luôn. Mình được một cái bình gì đó. Ok, trông khá xịn sò. Lẫm luôn. Đồ Prima. What? Bot nữa hả? Đây là Pharaoh Legendary Bot. Oh, wow. Để coi coi. Mình sẽ thử nha. Thử cho Genesec đánh bot. Xem coi có được hay không. Trời ơi, cũng hơi ghén thiệt. Với cái em này thì mình sẽ thử. Ôi da, không được rồi. Đau quá. Mình không có để chuyện này chìm được. Đeo vòng Dynamax vô. Sau đó, nhờ Pikachu ra chiến đấu với Pharaoh nè. Ok. Dám ăn hiếp Genesec hả? Rồi, tấn công đi Pikachu. Quẩy đi. Úi da. Hay, tiếp tục. Thêm một đoạn nữa. Điện giật TT chưa Pharaoh? Điện giật TT tiếp nè. Úi da. Với 3 đoạn điện thôi, Pikachu đã đánh bại Pharaoh rồi. Và mình sẽ được một cây cần câu super. Ok. Nhưng mà vấn đề là tới bây giờ mình vẫn chưa có tìm được kiểu như là cái cục đá để tiến hóa cho EV tiếp nè. Kỳ trời. Bữa mình gặp nhiều lắm mà. Giờ không thấy cái cục đá đâu. À đây. Dạ thấy rồi. Đó. Nó nằm ở mấy cái hốc mà không đỡ được luôn á. Rồi tạm thời Pikachu vô trong lại đi cưng. Nhường chỗ cho mấy cái nhóc EV. Đây. Nhóc này. Rồi mình sẽ cho ngồi ở trên cục đá này ha. Rồi ngồi lên đi. Sau đó tiến hóa giùm anh nha.
xem phim. Khi mà gắn lipstone vô người EV này và đứng trên cái cục đá đóng rêu, thì em sẽ trở thành EV hệ lá có tên là Lipion. Ui, đẹp chưa? Có hẳn một cái hình giống như là hình dấu chấm hỏi ở trên trán kìa. Wow, nhìn rất là kháo khỉnh luôn. Em này thì chắc chắn là mang hệ lá rồi. Và vẫn có dạng Shrine cũng như là dạng Spirit. Ui, dạng Spirit là cái lá trên xe màu tím. Khá là đặc biệt luôn á. Ồ, hiện tại thì ba nhóc EV còn lại của mình á thì đang có chỉ số hạnh phúc không có quá cao ấy. Thế nên là ok, mình sẽ mang mấy em này ra. Cái mình dắt đi đánh boss rồi á. Xíu cái lên chỉ số hạnh phúc lên, rồi mình sẽ về nhà và tiếp tục tiến hóa ha. Chắc sau khi đánh bại boss Camarut này thêm một lần nữa thì mấy cái nhóc này... Ôi ôi, sao nhiều vậy? Ơ khoan, từ từ. Ôi quên, mình phải cất bớt vô chứ. Quên nữa. Mình sẽ chừa lại tầm một nhóc thôi ha. Ui, tí nữa thì toan. Trời ơi. Rồi, đưa EV này ra. Tại vì mình phải đủ chỉ số hạnh phúc á vào buổi tối thì EV mới có thể tiến hóa và trở thành một cái hình dạng mới nữa cơ. Trời ơi, trời gần sáng mất tiêu luôn rồi. Thôi, vậy đợi cho trời sáng hẳn cái mình tiến hóa ẻm luôn á. Rồi, trời sáng rồi nè. Mình sẽ cho EV ra ngoài và cho ẻm ăn kẹo. Đây. Tiến hóa cho ẻm dạng trời sáng trước đi ha. Rồi, và khi tiến hóa vào buổi sáng thì ẻm sẽ trở thành Espeon và có hình dạng ẻm mang hệ gì đấy? Hệ siêu linh hả? Hay hệ tiên? Ôi, hình như ẻm hệ tiên. Wow, ẻm có màu hồng nhìn rất là đẹp á. Phía trên còn có một cái viên đá màu đỏ nữa. Nữa, gần đây lại có Raudan xuất hiện rồi. Đâu? Where are you, Raudan? Mình nói rồi, mình sắp có một cái đội hình toàn là Raudan để đi quẩy rồi đó. Đâu rồi ta, Raudan rồi, mình đã có được hình như là 5 nhóc rồi. 4 nhóc chứ. Chuẩn bị có nhóc thứ 5 nè, đây. Thôi, gặp là nhau là cái duyên rồi ha. Mình sẽ thử cho Glaceon ra quẩy dưới Raudan xem như thế nào. Trời ơi, Glaceon nhỏ nhỏ vậy mà quẩy căng dữ người ta. Dynamax lên cưng. Ê, bình tĩnh. Trời ơi. Và như vậy thì gần như là cái bộ sưu tập Raudan của mình đã hoàn thiện rồi. Sắp tới chỉ cần là cày cấp lên 100 các thứ là mang đi quẩy đùn đùn thôi. Ừ, giờ trời tối luôn rồi nè. Hay. Mình sẽ tiến hành tiến hóa tiếp một cái dạng khác của EV nữa. Hiện tại thì mình đã tiến hóa được tổng cộng là 6 dạng rồi. Ở đây chính là dạng thứ 7 của EV. Mình chỉ cần cho em ăn một cục kẹo thôi. Ở đây, tiến hóa. Tự đầu không tiến hóa là quê sệ luôn á. Rồi, và ở cái dạng này, khi mà tiến hóa vào buổi tối với chỉ số hạnh phúc cao, em sẽ trở thành Umbreon. EV có màu đen và em mang hệ bóng tối ha. Wow. Và đây chính là sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm nè. Ok. Nhưng mà nói chung thì em nào cũng đẹp hết. Mình đều thích cả. Rồi, ok. Còn bây giờ thì cũng là trời tối, thế nên là mình sẽ bay thẳng tới cái vùng hoa. Cái dạng cuối cùng sẽ được tiến hóa ở cái vùng hoa cơ, chứ không ở cái gần nhà mình được. Đầu tiên mình sẽ cho em ra ngoài, rồi sau đó cho em ăn thật là nhiều kẹo. Ui, khoan, phải học được kỹ năng mới nha. Mình chưa thấy em học được kỹ năng mới. No, quan trọng là kỹ năng đó phải là hệ tiên. Ở đây rồi, phải là kỹ năng hệ tiên mới được. Thì em sẽ tiến hóa thành cái hình dạng cuối cùng á. Và hình dạng này em sẽ có tên là Sylveon. Có màu hồng kết hợp với màu trắng, rất là đẹp luôn. Học được một kỹ năng mới luôn nè, quá đã. Quay cái hình dạng này khá là đẹp luôn. Được ấy. Rồi, và như vậy thì mình đã chính thức kiểu như là có đầy đủ bộ sưu tập EV rồi. Tất cả các hệ mình có thể kiểu như là tiến hóa được luôn rồi đó. Ngoài ra trong ngày hôm nay mình còn may mắn sở hữu thêm Genesect, một Pokemon hệ bọ hơi bị chiến luôn. Sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thêm mấy cái trang bị giúp em có thể sử dụng được nhiều hệ khác nhau.
bằng cái kỹ năng Technoplast á. Rồi, và trong tất cả các dạng EV thì các bạn thích nhất cái hình dạng nào? Ồ, mình thì mình thấy cái dạng nào cũng có cái sự đẹp riêng hết á. Ủi, nhưng mà có vẻ cái em này là thọt nhất nè, em có chút xíu à. Ồ, em hơi nhỏ con á. Nhưng mà không sao, em cũng sẽ rất là mạnh và đẹp á. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày tìm kiếm và tiến hóa những dạng của EV. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Nếu có dịp, mình sẽ dắt tất cả các em này đi đánh thử quán. Như vậy chắc sẽ rất là thú vị ấy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.